Vâng, giữa lúc dịch bệnh như thế này thì có đến 134 người không đeo khẩu trang bị xử phạt. Và đây là thông tin vừa được Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội công bố. Và đáng chú ý trong số này có cả người nước ngoài. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử phạt với số tiền hơn 300 triệu đồng. Và nếu ý thức của người dân không được nâng cao và vẫn để xảy ra tình trạng này thì nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng sẽ là rất lớn. Theo Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, từ ngày 30 tháng 4 đến nay, Công an quận cùng với các lực lượng chức năng đã xử phạt 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Và tổng số tiền xử phạt là 319 triệu đồng. Chỉ riêng ngày 3 tháng 5, quận Hoàn Kiếm đã xử lý 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt là 44 triệu đồng. Và đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt 4 người nước ngoài không đeo khẩu trang. Còn chỉ riêng tại huyện Đông Anh, Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Toàn huyện đã nhắc nhở xử lý trên 50 trường hợp. Trong đó thì có 5 trường hợp bị xử phạt với số tiền là 10 triệu đồng. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 5, Bộ Y tế đã công bố 4 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Trong đó thì có 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tại Đà Nẵng và Hà Nội. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là chuyên gia người Ấn Độ và sống tại khu đô thị Time City và làm việc cho công ty VinFast và đã hoàn thành cách ly về nhà. Theo Bộ Y tế, ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng là nam, 28 tuổi. Người này có địa chỉ ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Anh làm việc tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 29 tháng 4. Ngày 2 tháng 5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 5 của anh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân tại Hà Nội là nam, 26 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm. Từng ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay ngày 9 đến ngày 23 tháng 4 tại tỉnh Yên Bái, trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4. Kết quả xét nghiệm vào ngày 3 tháng 5 cho thấy trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sáng nay, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19. Bệnh nhân này 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia làm việc cho công ty VinFast, sống tại tòa nhà Park 10, tầng 34, căn hộ 12B, khu đô thị Time City, Hà Nội. Bệnh nhân nhập cảnh ngày 17 tháng 4, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 19 tháng 4, lần 2 ngày 30 tháng 4, kết quả đều âm tính. Đến ngày 1 tháng 5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội ở tại địa chỉ trên cùng vợ con, tự khai là chưa đi đâu. Ngày 3 tháng 5, bệnh nhân tự đến bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, kết quả dương tính với Covid-19. Hiện nay các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thì thành phố Hà Nội đã tạm dừng các hoạt động không thiết yếu. Song thì nhiều quán hàng ăn uống trà đá vỉa hè vẫn bất chấp lệnh cấm mở bán và quan trọng là không có khẩu trang như thế này. Nhiều hàng quán vỉa hè vẫn mở bán và lượng khách đến với quán thì rất là nhiều và không giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Nên lực lượng chức năng đã có mặt tại nhiều điểm người dân buôn bán hàng quán vỉa hè để nhắc nhở thu dọn. Nhưng có nhiều người dân bất chấp lệnh cấm vẫn mở bán hàng trên vỉa hè và thậm chí còn không đeo khẩu trang. Nhiều hàng quán thực hiện đúng chỉ thị của thành phố, quét dọn hành lang vỉa hè, thu dọn bàn ghế vào khu vực bên trong quán. Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu bắt đầu từ 17 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2021 tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu du lịch, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống, đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố. Vâng, thưa quý vị, sau Hà Nam, địa phương đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 9 tháng 5, thì hiện đã có 7 tỉnh thành cho học sinh tạm dừng đến trường vì dịch Covid-19. Chiều ngày 3 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra thông báo về việc cho toàn học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Tương tự tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo cho học sinh, sinh viên, học viên, trẻ mầm non ở các trường trên địa bàn nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh Yên Bái ban hành công văn hỏa tốc cho phép học sinh ở tất cả các bậc học tại thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học đến hết ngày 9 tháng 5. Tại Hưng Yên, sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh trên địa bàn huyện nghỉ học. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ban hành công văn hỏa tốc cho phép học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học 1 tuần từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 5. Học sinh tỉnh Hà Nam tạm dừng đến trường đến hết ngày 9 tháng 5. Trong thời gian đó, ngành giáo dục thực hiện dạy trực tuyến để đảm bảo thi cuối năm, thi tốt nghiệp. Cũng vào chiều ngày 3 tháng 5, trên địa bàn của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra mưa to kèm theo tố lốc, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hại. Quan trọng nhất, nhiều diện tích lúa vụ xuân đã bị ngã đổ. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả thiên tai. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây là mái nhà của gia đình chị Cao Thị Huyền Trang ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tố lốc xảy ra trong thời gian ngắn đã làm tốc mái căn nhà, thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đồng. Ngay sau đó, các hộ xung quanh và lực lượng tại chỗ đã đến hỗ trợ gia đình chị khắc phục hậu quả và lợp lại mái nhà. Em thấy toàn bộ bia rỗ của toàn bộ cái mái nhà với nói đều bay ra hết trơn cả. Ngay khi nở với cảm thấy rất mình, mẹ con đã ôm chặt đứng trong phòng, mẹp trong cánh cửa nói chơ bố về cứu để giải cứu. Tại xã Sơn Phú, do ảnh hưởng của tố lốc đã làm cho khoảng 170 ngôi nhà và các công trình khác bị tốc mái, tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, tố lốc cũng đã làm cho 32 hecta lúa xuân sắp chín và nhiều diện tích ngô bị đổ ngã. Chính quyền địa phương đã đi kiểm tra và huy động lực lượng cùng với nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Chiều nay thì có một cái trận lốc đi qua trên địa bàn. Chủ yếu là gây cục bộ trên các cái đơn vị thôi chứ cũng phải đến diện rộng, mà chủ yếu đặc biệt là cái thôn Cửa Nước là cái thiệt hại là tương đối nặng hơn. Sau khi thì lốc xảy ra thì chính quyền địa phương đã huy động các cái lực lượng tại chỗ để đến cùng với dân để thống kê rồi khắc phục những cái hậu quả trước mắt để rồi là nhân dân là ổn định cái cuộc sống. Để giúp nhân dân ổn định cuộc sống, địa phương đã huy động lực lượng xuống hỗ trợ, giúp các hộ bị thiệt hại nhà cửa, dọn dẹp, giải tỏa toàn bộ cây cối bị đổ gãy. Theo Cục Đường Thủy Nội Địa phía Bắc, thì việc điều tiết khống chế giao thông thủy phục vụ thi công thanh thải trụ cầu Đuống thuộc km 59+000 thuộc sông Đuống Hà Nội, thì đơn vị thi công triển khai phương tiện, trang thiết bị để thi công thanh thải trụ cầu cũ. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5. Thì các luồng tàu chạy qua cầu Đuống thì sẽ bị cấm lưu thông. Theo đó thì trạm điều tiết sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công từ 7 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2021. Các phương tiện chỉ được đi lại từ sau 19 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Theo đơn vị quản lý tuyến đường thủy sông Đuống thì từ cuối năm 2020, tại khoang thông thuyền cầu Đuống xuất hiện chướng ngại vật là trụ cầu Đuống cũ nằm gần giữa khoang thông thuyền, cách mép trụ cầu bên phải phía quận Long Biên 30,5 m. Khi mực nước tại cầu xuống thấp khoảng 0,5 m thì độ sâu luồng trụ tại trụ cầu cũ thấp hơn 3 m và gây nguy hiểm cho phương tiện thủy qua lại nơi đây. Vì vậy thì cần phải được thanh thải để đảm bảo cho các phương tiện thủy lưu thông qua gầm cầu được thuận lợi, an toàn hơn. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần Đo đạc và Xây dựng Phú Gia. Và trong thời gian cấm này, và mở luồng, các thuyền trưởng tuyệt đối tuân theo luật giao thông đường thủy, hướng dẫn của chốt điều tiết để đảm bảo an toàn cho cầu, công trường và cả phương tiện.